Xin chào tất cả các bác, hiện tại thì bên em đang có mặt tại khu đô thị Việt Hưng BT5 để lắp đặt bộ âm thanh gia đình dành cho chú Huệ ở đây. Đây bây giờ thì chúng ta đến nơi rồi. Wow, nhà chú rất là đẹp. Ok, thì bây giờ bên em sẽ bắt đầu chuyển đồ vào trong này. Đó, nhìn qua nhà của chú rất là đẹp. Cấu hình của chú ở đây thì sẽ sử dụng là một đôi loa full bass 30, súp hơi 40, con đẩy 4 kênh. Vang số quản lý nguồn đầu màn Việt ca. Đây, bên trong chính là chú đây. Bên em đang vận chuyển lên tầng 3. Chú lắp ở trên phòng tầng 3 này. Súp và loa thì mình sẽ bóc trước. Đây là không gian phòng của chú sẽ lắp âm thanh ở đây. Loa và súp thì mình sẽ bóc vỏ trước từ bên dưới rồi. Đó. Loa sẽ đặt hai kệ bên này, thiết bị ở giữa này. Rồi thì em bắt đầu kết nối dây sắp và chuẩn bị các thiết bị. Tiếp tới sẽ là đẩy cái tần 4 kênh, 1 kênh nhá. 800W. Quản lý nguồn. Tăng số. Cái này thì em sẽ sử dụng ở tăng số đêm mấy các bác nhá. Mic Bio 970. Ok, bên em vừa setup. Ok, bên em vừa lắp đặt xong và bây giờ thì bắt đầu setup. Đó. Nhìn rất đẹp. Loa đặt ở phía bên trên này, súp này. Vị thì cái nồi dưới sẵn để gọt lại hết rồi. Bản nhạc vàng các bạn nhé. Cũng là lúc
ta lìa tan. Hôm qua còn say đắm, mà hôm nay khóc âm thầm. Vượt qua ngàn sóng gió, mà ta không trân trọng những điều đó. Giờ thì em ơi ta đã mất nhau rồi. Giờ thì em ơi hãy đường đi suốt cuộc nắng lên áp mây.
Ok, bên em vừa lắp đặt cho chú Huệ ở trên khu đô thị Việt Hưng, bộ âm thanh gia đình. Và bây giờ anh em bắt đầu về công ty thôi. Vâng, chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác các clip tiếp theo.